dưới đây rửa chân. Sao lại làm mặt luôn? Sao mày xuôi xuống cái huyệt này? Làm nào mày mới nào người chết thì xong ấy. Mẹ con này chân, 100 cân nha ơi. Anh em ơi, con này 100 cân rồi, tầm 500. Ui, con này khỏe chuẩn là 300 bao luôn. Thôi mà. Thôi mà. Nó ăn cái bao huyệt à? Ôi, làm đến đây luôn à? Ui, nó ăn đi, nó chạy đấy. Ui, bố vô đi. Tư, cái thái con đẹp rồi chắc ạ. Ui, thôi, thôi. Thôi, con đẹp đấy. Cao, mắt mắt con đẹp chân phải nó cao. Ui, cái thằng chân lên đây, đây anh em mình bắt nó cao đi. Đây rồi. Đứng dưới vào. Đứng dưới vào. Đây nè. Đây nè. Cây cây cây. Nhanh nhanh. Cây 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 về nó cao nhanh. Ê nặng quá. Ủa nặng thế. Đi chỗ nặng này. Nhanh nhanh nhanh. Tập trung cây vào. Ủa sổ. Ủa nặng lắm. Nặng được con gái nhỉ. Chơi. Ôi. Ôi. Đừng. Ôi. 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 Nó ăn lắm, nó chạy luôn kìa. Chạy luôn, chạy luôn Thảo ơi. Nguy hiểm, con này nguy hiểm lắm. Đừng bắt nó ăn đầu luôn ạ. Thảo nó quá nguy hiểm luôn đấy. Còn đang ăn thịt con nào dưới này rồi. Anh chưa xem có ai mang túi đi không? Dưới đây không nhận cái bộ đi. Thảo ra không mang túi đi à? Thì gọi người mang túi đi luôn để bắt người chứ. Ủa hồi. Em phải về lấy túi. Hay là còn cái xe túi nữa không? Nó đang nhìn dưới kìa. Ừ, hay là còn người gì đấy. Mà xuống mòn á. Xuống mòn á, tôi sợ chưa ạ. Ở dưới chút chút người sao? Chắc cả thằng nó xuống ăn thì được. Ui, đi đây, đi đây. Ui, 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 đ